vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hạt gắn thế giới. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Hôm nay đây bạn và tôi được Thiên Chúa kêu mời, hãy đi vào đời xây dựng cuộc sống mới. Này bạn hỡi hãy ra khơi làm ánh sáng chiếu soi mọi nơi. Này bạn hỡi hãy ra khơi làm muối men ướp cho mặt đời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hàn gắn thế giới. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Hôm nay đây bạn và tôi được Hội Thánh kêu mời, hãy đi vào đời loan truyền ơn cứu rỗi. Này bạn hỡi hãy ra khơi truyền sức sống Chúa cho mọi người. Này bạn hỡi hãy ra khơi Hội Thánh luôn thiết tha gọi mời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hàn gắn thế giới. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Hôm nay đây bạn và tôi được Thiên Chúa kêu mời, hãy đi vào đời xây dựng cuộc sống mới. Này bạn hỡi hãy ra khơi làm ánh sáng chiếu soi mọi nơi. Này bạn hỡi hãy ra khơi làm muối men ướp cho mặt đời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hàn gắn thế giới. Lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Hôm nay đây bạn và tôi được Hội Thánh kêu mời, hãy đi vào đời loan truyền ơn cứu rỗi. Này bạn hỡi hãy ra khơi truyền sức sống Chúa cho mọi người. Này bạn hỡi hãy ra khơi Hội Thánh luôn thiết tha gọi mời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hàn gắn thế giới. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời đem yêu thương hàn gắn thế giới. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời. Vì lời Chúa thúc bách chúng ta đi vào đời sống đức tin làm chứng nhân nước trời.